Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Tư ngày 10 tháng 2, 29 Tết gồm có: trước hết là bản tin, kế đến là sinh hoạt giáo hội, và cuối cùng là Tết phương xa. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Gen Kabua theo dõi tin tức. Chương trình viếng thăm Iraq của Đức Thánh Cha. Vatican. Ngày 8 tháng 2, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chuyến viếng thăm Iraq của Đức Thánh Cha trong các ngày từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 3 sắp tới. Ngài sẽ thăm các thành phố Najaf, Ur, Erbil, Mosul và Qaraqos. Ngài sẽ viếng thăm nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Al-Tahira đã bị nhà nước Hồi giáo đốt sau khi nhóm này nắm quyền kiểm soát thị trấn vào năm 2014. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma vào sáng thứ Sáu, ngày 5 tháng 3, và đến phi trường thủ đô Baghdad vào ban chiều. Sau nghi thức đón tiếp chính thức tại phi trường, Đức Thánh Cha sẽ hội kiến với Thủ tướng Iraq tại phòng VIP của phi trường. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ đến dinh Tổng thống, viếng thăm xã giao Tổng thống. Tại đây, sẽ có nghi thức chào đón chính thức. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ gặp các đại diện chính quyền xã hội và lãnh đạo dân sự và thành viên ngoại giao đoàn. Cuối ngày thứ nhất của chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ, chúng sinh và giáo lý viên tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Cứu Độ của Giáo hội Công giáo Siro. Sáng thứ Bảy ngày 6 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ rời Baghdad đi Najaf sau khi thăm xã giao Đại giáo trưởng Saif Ali al-Husseini al-Sittani ở Najaf. Ngài sẽ đáp máy bay đến Nasiriyah tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn ở Bình Nguyên Ur. Và ban chiều, sau khi trở về thủ đô Baghdad, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse ở Baghdad, một trong 11 nhà thờ chính tòa tại nước này. Sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay đi Erbil đến phi trường. Ngài sẽ được chính quyền dân sự và tôn giáo của miền tự trị Kurdistan của Iraq chào đón trước khi đáp trực thăng đến Mosul, thành phố trong nhiều năm nằm trong tay của nhà nước Hồi giáo tự xưng. Tại đây, Ngài sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc chiến ở Osabira. Sau đó, Đức Thánh Cha đáp trực thăng đến Qaraqos ở vùng bình nguyên Nineveh, bị nhà nước Hồi giáo chiếm từ năm 2016. Tại đây, Ngài sẽ viếng thăm cộng đoàn Qaraqos tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Sau khi bị đốt vào năm 2014, nhà thờ hiện đã được trùng tu và đang chuẩn bị đón chào Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh truyền tin tại nhà thờ chính tòa này. Sau trưa, Đức Thánh Cha sẽ trở lại Erbil và cử hành thánh lễ tại sân vận động Franco Hariri và sau đó trở về thủ đô Baghdad. Sáng thứ Hai ngày 8 tháng 3, sau nghi thức từ biệt, Đức Thánh Cha sẽ khởi hành về Roma và dự kiến sẽ đến phi trường Ciampino của Roma vào cuối ngày. Chuyến viếng thăm Iraq của Đức Thánh Cha có khẩu hiệu "Tất cả anh em đều là anh em với nhau", trích từ Tin mừng Thánh Matthew. Logo của chuyến viếng thăm mô tả Đức Thánh Cha giơ tay chào nước Iraq được thể hiện bằng bản đồ và các biểu tượng của nó, cây cọ và sông Tigris và Euphrates. Logo cũng cho thấy một con chim bồ câu trắng, một cành ô liu trên mỏ của nó, một biểu tượng của hòa bình, bày trên các lá cờ của Tòa Thánh và Cộng hòa Iraq. Phía trên hình ảnh, khẩu hiệu của chuyến viếng thăm được viết bằng ba ngôn ngữ, Ả Rập, tiếng Cút và tiếng Kandê. Bắt đầu án phong trần phước cho mẹ Rosetta Marquese, cựu tổng quyền dòng nữ Salesian. Roma, ngày 13 tháng 1 vừa qua, Tòa Thánh đã cho phép giáo phận Roma mở cuộc điều tra cấp giáo phận án phong trần phước và phong thánh cho vị tôi tớ Chúa, mẹ Rosetta Marquese, cựu tổng quyền dòng nữ Salesian, qua đời năm 61 tuổi, ngày 8 tháng 3 năm 1984, vì bệnh ung thư máu. Như thánh nữ Maria Domenica Mazzarello, vị thánh đồng sáng lập dòng, mẹ Marquese đã dâng bệnh tật của mình để cầu nguyện cho sự thánh thiện của hội dòng. Sir Francesca Cajano, phó thỉnh nguyện viên của án phong, chia sẻ về quá trình làm hồ sơ án phong. Ủy ban lịch sử đã đang nghiên cứu về các tài liệu được thu thập. Trong số những thứ khác nhau có 22 sổ ghi chép cá nhân, trong đó mẹ Marquese kể lại kinh nghiệm cá nhân của mình với Chúa. Có một tập thư gồm hàng trăm lá thư, 270 trong số đó gửi cho vị linh hướng của ngài là Đức cha Francesco Fasola, tổng giám mục giáo phận Messina, đã được nâng lên bậc tôi tớ Chúa từ năm 2006. Sau khi mẹ Marquese qua đời, vị thư ký của mẹ đã trao những thư từ quý giá này cho hội dòng.
Ngoài các bút tích của mẹ Marchese như các tài liệu trong các hội nghị hay các thư luân lưu, các tài liệu trong quá trình cộng tác với Hiệp hội các bề trên cấp cao của Ý và các bài nói chuyện trong các cuộc thăm viếng các cộng đoàn rải rác khắp nơi trên thế giới, các chứng từ của các nữ tu trong dòng, các cựu học sinh, linh mục và người thân đã biết mẹ cũng được thu thập. Trong sự khiêm nhường và cụ thể của mình, mẹ Marchese đã thực hành một linh đạo chiêm niệm dẫn đến việc hiến dâng chính mình như tấm bánh được bẻ ra và trong tình mẫu tử vô bờ bến với một niềm đam mê giáo dục tuyệt vời tiêu biểu cho đặc sủng Salesian. Sơ Cajano nhấn mạnh, mọi người đều nói rằng mẹ có một trái tim cao cả cùng với khả năng hướng dẫn và đồng hành trên hành trình đức tin và sự thánh thiện. Cuộc sống của mẹ Marchese luôn là sự hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa vì giáo hội, các linh mục, hội dòng của mẹ, các thế hệ mới theo bước thánh nữ sáng lập dòng. Hội dòng đang chuẩn bị tái bản cuốn tiểu sử đầu tiên của mẹ Marchese được viết vào năm 1992 với phần hiệu đính có tựa đề Viên đá sống cho chức linh mục thánh thiện. Cuốn sách là một tổng hợp về chứng tá hàng ngày của mẹ Marchese. Đức Hồng Y Giáo chủ Liban kêu gọi tổ chức Hội nghị quốc tế của Liên Hiệp Quốc để cứu Liban. Liban. Trong bài giảng tháng lễ Chủ nhật ngày 7 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Bechara, Thượng phụ Công giáo Maronite, đã đưa ra một đề nghị khẩn cấp, đó là triệu tập một hội nghị quốc tế do Liên Hợp Quốc bảo trợ và buộc phải tìm ra các giải pháp cấp bách để tránh sự sụp đổ có hệ thống của Liban. Đức Hồng Y Rai đã đưa ra lời kêu gọi cộng đồng quốc tế trước sự bất lực và vô trách nhiệm của các nhóm quyền lực của Liban. Trong bài giảng, Đức Thượng phụ Maronite một lần nữa lên án các đảng phái và chính trị gia Liban. Ngài cáo buộc các cá nhân và đảng phái theo đuổi lợi ích chính trị, trong khi người dân đang chết đói và bị đối xử như những con cừu bị giết thịt. Đức Hồng Y nhận xét rằng, nhiều tháng trôi qua, họ thậm chí không thể thành lập một chính phủ mới. Đó là lý do tại sao hy vọng đã cạn kiệt. Và bây giờ, giữ im lặng có nghĩa là tự biến mình thành đồng phạm trong các quyết định hình sự. Ngài nhấn mạnh rằng, chính phủ của tất cả các quốc gia trên thế giới đã thông cảm với người dân Liban, ngoại trừ đất nước của Ngài. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Rai cũng nhắc lại vụ sát hại nhà báo Luma Selim mới đây, người nổi tiếng với những phê bình chống lại đảng Hezbollah của Hồi giáo Shiite. Ông đã bị sát hại cách mờ ám tại miền nam Liban. Ngài mô tả ông Selim là một trong những nhân vật tốt nhất trong nước và kêu gọi một cuộc điều tra cẩn thận để xác định những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ giết ông, điều mà ngài coi là một tội phạm chính trị. Chính phủ Liban cuối cùng, do Thủ tướng Hassan Diab đứng đầu, đã thất bại sau các cuộc biểu tình sau vụ nổ ở cảng Beirut vào ngày 4 tháng 8 năm ngoái. Sunni Saad Hariri, lãnh đạo của Đảng Chính trị Tương lai, được trao trách nhiệm thành lập một đảng mới, nhưng vẫn chưa thể thành lập nội các mới, đặc biệt là do những căng thẳng về thể chế đã nảy sinh giữa Thủ tướng có trách nhiệm thành lập và Tổng thống Aoun về danh sách các bộ trưởng sẽ thành lập nhóm chính phủ. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, người già là một hồng ân của Thiên Chúa. Vatican, hôm thứ Ba ngày 9 tháng 2 năm 2021, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống cho công bố tài liệu Tuổi già, tương lai của chúng ta, tình cảnh của người già sau đại dịch. Tài liệu đề xuất một suy tư về các bài đọc được rút ra từ đại dịch, về hậu quả của nó đối với hiện tại và tương lai của xã hội. Các bài học là, một mặt, đại dịch tỏ cho thấy sự phụ thuộc lẫn nhau giữa tất cả mọi người, và mặt khác, sự hiện diện mạnh mẽ của sự bất bình đẳng. Tất cả chúng ta đều phải chịu đựng cùng một cơn bão, nhưng ở một khía cạnh nào đó, có thể nói chúng ta đang chèo trên những con thuyền khác nhau. Vì vậy, điều cần thiết là phải suy nghĩ về mô hình của sự phát triển của toàn hành tinh. Tài liệu chỉ ra, trong làn sóng đầu tiên của đại dịch, một phần lớn các trường hợp tử vong là người già ở trong các viện dưỡng lão, là nơi được cho là phải bảo vệ thành phần yếu đuối của xã hội. Chúng ta cần có một cái nhìn mới, một kiểu mẫu mới cho phép xã hội chăm sóc người già. Tài liệu của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống nhấn mạnh rằng, ngày nay, con người có tuổi thọ cao hơn. Sự biến đổi nhân khẩu học lớn này tỏ rõ một thách đố về văn hóa, nhân chủng học và kinh tế. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, vào năm 2050, trên thế giới sẽ có 2 tỷ người trên 60 tuổi. Do đó, cứ 5 người thì có 1 người cao tuổi. Do đó, điều cần thiết là phải làm cho các thành phố của chúng ta trở thành những nơi hòa nhập và chào đón người già, và nói chung cho tất cả những người yếu đuối. Trong xã hội của chúng ta, quan niệm phổ biến về tuổi già thường là tuổi không hạnh phúc, luôn được hiểu là tuổi cần được sự trợ giúp, cần chi phí cho chăm sóc y tế. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh khẳng định,
tuổi già là một hồng ân của Thiên Chúa và một nguồn lực to lớn, một thành tựu cần được bảo vệ cách cẩn thận, ngay cả khi căn bệnh trở nên không thể chữa trị và cần phải được chăm sóc cách đặc biệt. Và không thể phủ nhận rằng đại dịch đã củng cố trong tất cả chúng ta nhận thức rằng sự phong phú của tuổi già là một kho báu cần được trân trọng và bảo vệ. Liên quan đến việc hỗ trợ, Hàn Lâm Viện chỉ ra một mô hình mới, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương. Đó là việc hỗ trợ liên tục giữa việc chăm sóc tại nhà và một số dịch vụ bên ngoài. Về bản chất, chúng ta hy vọng sẽ tái tạo một mạng lưới liên đới rộng lớn hơn, không nhất thiết dựa trên quan hệ huyết thống, nhưng được gắn kết dựa trên các mối quan hệ liên kết, tình bạn, tình cảm chung, lòng quảng đại hỗ tương trong việc đáp ứng nhu cầu của người khác. Đối với người trẻ, tài liệu gợi lên một cuộc gặp gỡ có thể đưa vào cấu trúc xã hội, nhựa sống mới mang tính nhân văn hơn, sẽ làm cho xã hội đoàn kết hơn. Nhiều lần Đức Thánh Cha Francisco đã khuyến khích những người trẻ gần gũi với ông bà và nói thêm rằng khi con người già không phải là gần tới điểm kết thúc nhưng là mầu nhiệm của vĩnh cửu. Để hiểu điều này, chúng ta cần đến gần Thiên Chúa hơn và sống trong mối tương quan với người. Chăm sóc tinh thần cho người già, nhu cầu thân mật với Chúa Kitô và chia sẻ đức tin là một nhiệm vụ bác ái trong giáo hội. Văn kiện nêu rõ, chỉ nhờ có người già mà người trẻ mới tìm lại được cội nguồn của mình, và cũng chỉ nhờ có người trẻ mà người già mới khôi phục được khả năng ước mơ. Sự mong manh yếu đuối của người già cũng thật đáng quý. Nó có thể được đọc như một huấn luyện, một lời dạy về cuộc sống. Tuổi già cũng phải được hiểu trong chân trời linh đạo này, đó là tuổi phó thác nơi Thiên Chúa. Trong khi cơ thể suy yếu, sức sống tinh thần, trí nhớ và tâm trí giảm sút, sự lệ thuộc của con người vào Chúa ngày càng rõ nét. Cuối cùng, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống kêu gọi toàn xã hội dân sự, giáo hội và các truyền thống tôn giáo, thế giới văn hóa, trường học, hoạt động tình nguyện, giải trí, kinh tế và truyền thông xã hội phải cảm thấy có trách nhiệm đề xuất và hỗ trợ các biện pháp mới cách quyết liệt để người già có thể được đồng hành và hỗ trợ trong các bối cảnh gia đình, trong nhà của họ và trong bất kỳ trường hợp nào trong môi trường gia đình, giống như nhà hơn là bệnh viện. Đây là một bước ngoặt văn hóa cần được thực hiện. Các giám mục Hoa Kỳ, các trường công giáo là một hồng ân cho quốc gia. Washington, các giám mục Hoa Kỳ bày tỏ sự hài lòng đối với nghị quyết 66 của Hạ viện, hỗ trợ đóng góp của các trường công giáo và tái khẳng định các trường công giáo là một ân ban cho quốc gia. Với nghị quyết 66, hỗ trợ đóng góp của các trường công giáo đưa ra ngày 28 tháng 1 vừa qua, Hạ viện công nhận những cống hiến của các trường công giáo, học sinh, phụ huynh và giáo viên trên khắp Hoa Kỳ trong lĩnh vực giáo dục và ủng hộ vai trò chủ chốt của các trường công giáo trong việc thúc đẩy và đảm bảo một tương lai tươi sáng và mạnh mẽ hơn cho quốc gia. Nghị quyết là bước đầu tiên để hướng tới một luật thích hợp về vấn đề này. Trong một ghi chú được ký bởi Đức cha Michael Barber, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, Hội đồng Giám mục thể hiện sự hài lòng về sự công nhận này. Các trường công giáo là một ân ban đặc biệt đối với quốc gia. Chúng tôi tôn trọng phẩm giá của mỗi trẻ em thông qua một nền giáo dục toàn diện, bao gồm sự vượt trội trong học tập, nhưng với sự quan tâm bình đẳng đến trái tim, khối óc và linh hồn. Đây là một sự đào tạo quan trọng không chỉ cho tương lai đại học và nghề nghiệp của học sinh, mà còn cho tâm hồn của các em. Hội đồng Giám mục nhắc lại cam kết này đã được các trường công giáo thể hiện rõ ràng trong thời điểm đại dịch COVID-19. Thực tế, mùa xuân năm 2020, các trường đã chuyển sang đào tạo từ xa, trong khi tất cả các lãnh đạo trường đã làm việc cả mùa hè để chuẩn bị cho việc dạy học bình thường trở lại. Trong khi đó, vào mùa thu năm 2020, 80% các trường đã đảm bảo một phần việc giảng dạy tại địa phương. Không chỉ vậy, các giám mục nhắc lại rằng, học thuyết xã hội công giáo thấm nhuần tình yêu đối với cộng đoàn và đất nước. Trong khi sinh viên tốt nghiệp đóng góp cho xã hội dân sự ở mọi cấp độ, ngay cả giữa các nhà lãnh đạo chính phủ và dịch vụ công, do đó các trường công giáo đào tạo học sinh trở thành công dân tốt của thế giới, yêu Thiên Chúa và tha nhân và làm phong phú xã hội bằng men tin mừng và gương mẫu đức tin. Nghị quyết 66 được đưa ra cùng với tuần lễ quốc gia của các trường công giáo được cử hành từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 với chủ đề Trường học công giáo, đức tin vượt trội, phục vụ. Sự kiện được tổ chức bởi Hiệp hội Giáo dục Công giáo Quốc gia cũng đưa ra một số dữ liệu. Trong năm học 2020-2021, số học sinh đăng ký vào các trường công giáo Hoa Kỳ là gần 1.650.000 trong hơn 6.000 cơ sở. 20% sinh viên đến từ các dân tộc thiểu số,
18% gốc Tây Ban Nha và 24,5% đến từ các gia đình không theo Công giáo. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã có tác động tàn phá đối với các trường Công giáo, đến mức hơn 200 trường đã phải đóng cửa vĩnh viễn. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. 90 năm Radio Vatican trong sứ vụ là tiếng nói của Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý thính giả, ngày 12 tháng 2 tới đây là đúng 90 năm Đức Giáo Hoàng Pio XI khánh thành đài phát thanh Vatican mới. Đài được kỹ sư vật lý Guglielmo Marconi xây dựng theo yêu cầu của Đức Pio XI và được giao cho cha Giuseppe Gianfranceschi dòng tên làm giám đốc đầu tiên của đài. Theo cha Federico Lombardi dòng tên, cựu tổng giám đốc của đài, ngay từ đầu, sứ mệnh của Radio Vatican đã rõ ràng, đó là trở thành một công cụ phục vụ Đức Giáo Hoàng trong sứ vụ loan báo tin mừng trên thế giới và hướng dẫn cộng đồng hoàn vũ của giáo hội Công giáo. Sứ mệnh này đã được bảo tồn theo thời gian và đã được các giáo hoàng nhiều lần tái khẳng định, bảo đảm một bản sắc mạnh mẽ của cơ quan này. Trong bài viết đăng trên tạp chí La Civiltà Cattolica, Văn minh Công giáo, số ra ngày 6 tháng 2 vừa qua, cha Lombardi đã thuật lại những giai đoạn quan trọng trong hành trình 9 thập kỷ của Radio Vatican, luôn thực hiện sứ mệnh của mình trong những hoàn cảnh lịch sử và giáo hội khác nhau. Radio Vatican, tiếng nói của Đức Giáo Hoàng. Đài phát thanh Vatican được thành lập năm 1931, trong bối cảnh thành lập nhanh chóng của quốc gia thành Vatican mới. Đài phát thanh do ông Guglielmo Marconi xây dựng đã đi đầu trong công nghệ thời đó và có thể cung cấp dịch vụ điện tín và vô tuyến hoàn toàn độc lập với Ý. Nhờ công nghệ sóng ngắn trong một bầu trời chưa quá đông nghẹt với vô số các cuộc phát sóng, tại các lục địa khác không dồi dào về khả năng, người ta có thể nghe thấy chương trình phát thanh của đài. Vào thời mới thành lập, Đài phát thanh Vatican là công cụ mà nhờ đó người Công giáo trên thế giới lần đầu tiên có thể nghe trực tiếp được giọng nói của Đức Giáo Hoàng. Những năm 1930 là những năm chủ nghĩa độc tài chuyên chế nắm quyền. Các quan điểm của Đức Pio thứ 11 rất can đảm và trong cơn bão ngày càng dày đặc, ngài tin tưởng nhìn vào giáo hội. Nhu cầu về các chương trình phát sóng bằng các ngôn ngữ khác nhau để hướng dẫn và hỗ trợ tín hữu ở các nước châu Âu gia tăng nhanh chóng. Cha Filippo Soccorsi được bổ nhiệm làm lãnh đạo của đài vào năm 1934, lúc đó 34 tuổi, sau khi cha Gianfranceschi qua đời, không chỉ tận tâm cải tiến về cấu trúc kỹ thuật, chẳng hạn như anten mới cao chót vót trong vườn Vatican, được gọi là ngón tay của giáo hoàng, mà còn nhanh chóng nắm bắt được kỳ vọng làm cho đài phát triển cả về nội dung chương trình của mình. Do đó, vào năm 1936, đài phát thanh Vatican đã được nhận vào Liên hiệp Phát thanh Quốc tế, được thừa nhận tính chất đặc biệt của nó, cho phép nó thực hiện các hoạt động phát thanh mà không có bất kỳ giới hạn địa lý nào. Vì phương tiện hạn chế hiện có, cha Soccorsi đã yêu cầu sự cộng tác của các anh em dòng tên từ nhiều quốc gia khác nhau để biên tập và trình bày các văn bản. Các chương trình phát sóng bằng tiếng Đức đặc biệt quan trọng. Trong bi kịch chiến tranh, Radio Vatican hoạt động vì hòa bình và liên đới với những người đau khổ. Vào trước chiến tranh, vào năm 1939, Đài Phát thanh Vatican có các chương trình phát sóng thường xuyên bằng tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Ukraine và Litva. Và đài này có thể là một điểm tham chiếu cho giáo hội trong thảm cảnh to lớn, đóng vai trò tố cáo bạo lực, hỗ trợ các nạn nhân và thành viên của cuộc kháng chiến và khuyến khích hy vọng. Những thông điệp vô tuyến của Đức Pio XII trong thời chiến được cả châu Âu háo hức chờ đợi và lắng nghe vẫn còn nổi tiếng. Tiếng nói của Ngài là tiếng nói mạnh mẽ và uy quyền nhất vượt lên trên các bên tham chiến trong những năm khủng khiếp đó, kêu gọi công lý và hòa bình. Tuy nhiên, trong thời kỳ chiến tranh, Đài Phát thanh Vatican đã trở nên nổi tiếng với một hoạt động khác. Nó thực sự là một công cụ cơ bản, thực hiện sự dấn thân lớn lao mà Đức Pio XII mong muốn nơi văn phòng thông tin của Phủ Quốc vụ Khanh, được thành lập vào năm 1939 để tìm kiếm các thường dân, binh lính và tù nhân mất tích, cung cấp thông tin cho gia đình của họ và nếu có thể, thiết lập lại giữa họ ít nhất là một sự kết nối, thăm hỏi và ghi nhớ.
Đài Phát thanh Vatican dành các chương trình phát sóng cụ thể để tìm kiếm tin tức về vụ mất tích và phát các thông điệp ngắn từ gia đình tới các tù nhân. Tên của những người này đã được đánh vần chậm chậm. Các chương trình phát sóng này đạt 70 giờ mỗi tuần với mức cao nhất là 12 đến 13 giờ mỗi ngày. Từ năm 1940 đến năm 1946, tổng cộng 1.240.728 tin nhắn đã được phát đi trong 12.105 giờ phát sóng. Trong một số trường hợp, các cuộc truyền tin được phát qua loa phóng thanh trong các trại tù. Có nhiều chứng tá biết ơn đối với dịch vụ này và rất cảm động. Đây là một trong những trang đẹp nhất trong lịch sử của Đài Phát thanh Vatican. Một tiếng nói cho giáo hội im lặng. Khi chiến tranh kết thúc, qua các chương trình phát sóng ngắn, Đài Phát thanh Vatican đã tạo lại bầu khí luân lý và tâm linh của các quốc gia bị tàn phá bởi cuộc xung đột, trong khi công tác chuẩn bị đang diễn ra sôi nổi tại Đại Năm Thánh năm 1950, thời điểm mang sức sống mới của giáo hội. Nhưng trong lúc đó, phần lớn Đông Âu rơi vào vòng áp bức của các chế độ cộng sản và giáo hội công giáo trở thành đối tượng của sự đàn áp khắc nghiệt ở nhiều nước. Đây là một thách thức lịch sử đối với Đài Phát thanh Vatican. Thực tế là cách duy nhất mà qua đó các tín hữu có thể nuôi dưỡng mối quan hệ của họ với Đức Giáo Hoàng và Giáo hội Hoàng Vũ và nhận được sự nâng đỡ cho đức tin. Ngay cả khi nguồn lực hạn chế, các chương trình bằng các ngôn ngữ của các nước Đông Âu ngày càng nhiều và được phát sóng nhiều hơn. Vào cuối những năm 1940, chương trình bằng tiếng Ba Lan là chương trình cùng với tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức luôn là một trong những ngôn ngữ truyền tải chính, đã có sự đồng hành tham gia của các chương trình bằng các thứ tiếng khác như Czech, Slovak, Hungary, Litva, Latvia, Nga, Croatia, Slovenia, Ukraine, Romania, Bulgaria, Belarus và không lâu sau đó là tiếng Albania. Trong nhiều thập kỷ và trong suốt thời gian bị áp bức, các chương trình phát sóng của Đài Phát thanh Vatican đã cung cấp một điểm hẹn thường xuyên và chắc chắn cho các tín hữu, các tu sĩ, linh mục và các giám mục bị tước quyền tự do thể hiện và sống đời sống đức tin. Sẽ có vô số câu chuyện để kể lại trong những năm đó. Ở một số quốc gia và trong một số giai đoạn bách hại khắc nghiệt nhất, việc nghe Đài Phát thanh Vatican bị cấm tuyệt đối và rất nguy hiểm. Nó có thể dẫn đến một hình phạt nặng, có thể bị án tù và thậm chí trong một số trường hợp bị án tử hình. Đối với một số ngôn ngữ, chẳng hạn như tiếng Ba Lan hoặc tiếng Slovakia, lượng thính giả cao, trong khi đối với những ngôn ngữ khác, nơi người công giáo chỉ là thiểu số, không có nhiều người nghe. Nhưng nguyên tắc hướng dẫn của vị thành lập đài theo ý muốn của Đức Giáo Hoàng không phải là lượng thính giả lớn mà là hoàn cảnh cần thiết của thính giả. Đó là lý do tại sao các ngôn ngữ phát sóng đến các nước Đông Âu luôn chiếm hơn một nửa số ngôn ngữ được Đài Phát thanh Vatican sử dụng. Sau nhiều năm, những bức tường sụp đổ, lòng biết ơn của các tín hữu và người dân cuối cùng có thể thể hiện theo những cách thức cảm động, chẳng hạn như hơn 40.000 bức thư gửi đến chương trình tiếng Ukraine vào những năm đầu tiên sau khi chế độ Xô Viết sụp đổ, hoặc việc trao tặng giải thưởng của nhà nước Albania cho công việc của Đài Phát thanh Vatican. Truyền thông để hiệp thông. Năm 1970, các ban biên tập và studio của Đài Phát thanh Vatican chuyển đến Palazzo Pio phía trước Lâu đài Thiên thần, cung cấp đủ không gian cho nơi sẽ trở thành trụ sở chính của đài trong nhiều thập kỷ và cho đến nay. Năm 1973, cha Roberto Tucci kế nhiệm cha Martegani làm tổng giám đốc. Chuẩn bị năm tháng 1975, Đài Phát thanh đã được huy động toàn bộ. Vấn đề không chỉ là truyền hình trực tiếp các cử hành, các buổi tiếp kiến và sự kiện trọng đại của Đức Giáo Hoàng và cung cấp thông tin đầy đủ bằng mọi ngôn ngữ để Giáo hội Hoàn Vũ cảm thấy được tham gia, nhưng còn là cung cấp dịch vụ cho những người hành hương đến Roma từ khắp nơi trên thế giới. Và thế là một chương trình trực tiếp mới bằng 4 ngôn ngữ Ý, Anh, Pháp và Tây Ban Nha đã ra đời. Nhóm biên tập của chương trình không chỉ cung cấp thông tin hữu ích nhất về các sự kiện của năm thánh, mà còn cả thông tin thiết yếu về các sự kiện quốc tế cho những người tạm thời ở Roma. Trong những năm 1980, cha Seto Quercetti, người đã từng hoạt động ở Việt Nam và Đài Loan, đã phát triển một chương trình tiếng Việt. Chương trình này sẽ thực hiện một công việc phục vụ đặc biệt cho cộng đồng công giáo, không chỉ về thông tin mà còn trong việc đào tạo giáo lý, kinh thánh và thần học. Đây là một công việc rất vất vả, một đóng góp lớn lao và quý báu cho các giáo hội gặp khó khăn.
Trong thế giới mới của truyền thông kỹ thuật số, với sự phát triển của truyền hình và mạng Internet, Radio Vatican đã bắt đầu chương trình số hóa dần dần tất cả các công cụ truyền và xử lý âm thanh của mình, đồng thời đã mở trang web. Trang web này đang nhanh chóng trở nên phong phú thêm với các hình thức và nội dung bằng các ngôn ngữ khác nhau. Các nội dung cũng được truyền tải trên các mạng xã hội. Đài phát thanh Vatican tròn 90 tuổi, một cột mốc quan trọng đạt được ở đỉnh cao của cuộc cải cách truyền thông của Tòa Thánh, được Đức Giáo Hoàng Francisco khởi xướng. Ngày nay, đài phát thanh phát các chương trình bằng 41 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Ông Massimiliano Menichetti, phó tổng biên tập của Radio Vatican khẳng định, sứ vụ của chúng tôi luôn luôn là không để bất cứ ai đơn độc và mang niềm hy vọng của lời loan báo Kitô giáo, tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và giải thích các sự kiện dưới ánh sáng của tin mừng. Vatican News tiếng Việt, Tết của người Công giáo Việt. Tết Nguyên Đán là Tết của gia đình, Tết của mọi nhà, Tết của sum họp. Năm Canh Tý đang dần trôi qua những ngày cuối cùng. Trong những ngày này, mọi người đang tất bật sắp xếp công việc, dọn dẹp nhà cửa, đón mừng năm Tân Sửu sang. Đối với người Việt, dù làm bất cứ việc gì hay ở bất cứ nơi đâu, trong dịp này vẫn mong được trở về bên mái ấm gia đình. Có người viết rằng, về quê ăn Tết không chỉ là một hành động đi về, nhưng còn là một cuộc hành hương về nơi cội nguồn. Thật vậy, tâm thức của người Việt trong những ngày này luôn hướng về nơi được gọi là nhà. Vì thế, đối với những người ở phương xa mà Tết này không về được, những ngày này thật trộn rộn, thao thức. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tâm tình của bạn Phương Nguyên, hiện đang sinh sống ở Tây Ban Nha khi nghĩ về ngày sum họp bên gia đình. Vatican News tiếng Việt, Tết của người Công giáo Việt. Tết gần, Tết xa.
Mẹ ơi, con sẽ về Tết năm nay. Mùa xuân năm nay con sẽ về. Cùng mẹ ngồi gói bánh từng đêm nha. Ngắm mẹ vui, cùng con vui bên bếp lửa hồng. Lời bài hát này cứ thế vang lên trong ngôi nhà mà tôi đang sống. Nghe quen thuộc, mà sao giờ đây lại chất chứa nhiều cảm xúc đến vậy? Có khi lời bài hát đem lại cho tôi một sự trầm lắng. Không buồn cũng chẳng vui, chỉ cảm thấy lòng có chút gì đó trống vắng. Tết mang tôi về ký ức của ngày xưa, với những năm đầu đón mùa xuân nơi đất khách quê người. Tôi nhận ra rằng nó khác xa với cái Tết cổ truyền quê mình quá. Không bánh chưng bánh tét, không câu đối ngày xuân, và cả những món dưa mứt nữa. Rồi lại nghĩ đến việc khi nào mình mới lại được trở về để tận hưởng những ngày Tết của quê hương. Cứ thế mùa xuân này đến, rồi mùa xuân này qua, rồi quay lưng nhìn lại, mùa xuân đã vụt mất. Cứ mỗi độ xuân về, những ngày 27-28 Tết, điện thoại cứ rung lên từng hồi liên tục. Đó là những cuộc gọi từ ba mẹ, từ những người thân. Khi nào được về Tết vậy con? Năm nay vợ chồng với mấy đứa nhỏ có về được không? Những câu hỏi quen thuộc, nhưng nó khiến cho nhiều người không biết trả lời như thế nào khi không thể đoàn tụ. Những câu trả lời ấp úng tựa như: mẹ ơi, năm nay con cũng định. Nhưng rồi lặng thinh trong giây lát. Xuân này con chẳng thể về được đâu. Thế nhưng con cũng không thể hứa rằng Tết sau nhất định con sẽ về. Càng gần Tết, những người con xa quê lại mang những cảm xúc nôn nao. Người Việt có câu Tết đoàn viên cũng đúng thật. Đó là thời gian mà dù ai đi xa cũng muốn được trở về. Về bên gia đình, người thân, hưởng một cái Tết ấm áp, sum vầy cùng mọi người, quây quần bên mâm cơm nhỏ nhưng đầy tình thương. Tết đến, người già thêm tuổi thêm niềm vui khi nhìn thấy con cháu trưởng thành. Cũng là lúc con cháu quy tụ cùng nhau chúc tuổi ông bà, cha mẹ. Còn trẻ em thì rộn rã tiếng cười, súng xính với quần áo mới, rồi bánh mứt và những bao lì xì đầy màu sắc. Nhà nhà người người cùng nhau dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Ai ai cũng tất bật thu xếp công việc, rồi lo đặt vé xe, vé tàu để về. Thế nhưng với năm 2020 đầy biến động và thay đổi vì đại dịch COVID-19, thì câu chuyện đoàn tụ lại trở nên khó khăn hơn đối với những người con tha phương, bởi những nỗi lo âu về vấn đề kinh tế, học tập, dịch bệnh. Cuộc sống mưu sinh khiến nhiều người phải sống ăn Tết xa quê, vắng nhà trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Đối với bất kỳ người Việt nào thì ngày Tết luôn luôn mang ý nghĩa quan trọng nhất trong năm, bởi nó không chỉ là thời khắc đánh dấu năm cũ qua đi, đón chào một năm mới với những hy vọng mới, nhưng còn là dịp để gia đình ngồi lại bên nhau. Có lẽ niềm vui sẽ thiếu trọn vẹn khi gia đình không thể quy tụ đông đủ. Và hôm nay, vào một buổi chiều mùa đông của thành phố Madrid, trên con đường từ học viện trở về, tôi miên man suy nghĩ về chính cuộc sống của mình vào những ngày giáp Tết. Dẫu cho cuộc sống xa nhà, không đón Tết ở quê đã nhiều năm, nhưng tôi thấy mình còn nhiều may mắn vì mình có một cuộc sống đầy đủ. Còn trong khi đó, những người nghèo ở quê mình, có những người họ đã chẳng còn biết Tết là gì. Hay có những em nhỏ nói rằng, con ghét Tết, Tết nhà mình không có gì, không quần áo mới, không giày dép mới, cũng không có bánh kẹo. Tết Nguyên Đán, càng gần nó lại càng xa. Gần với những ai chờ mong, với những ai đã sẵn sàng.
và xa đối với tôi, với bạn, với những ai không thể về và với những ai không có điều kiện đón Tết. Và những ngày này, bầu không khí của mùa xuân về đã tràn về khắp nơi. Mùa xuân của những ai ở xa có thể không trọn vẹn, nhưng tôi thầm nghĩ mình có thể cũng có những mùa xuân ở ngay nơi mình sống. Và với mẹ, tôi đáp lời cho những cuộc điện thoại: "Mẹ ơi, một mùa xuân nào đó chúng con sẽ lại về. Mâm cơm giao thừa thêm một chỗ, thêm người giúp mẹ đỡ long đong. Gia đình ta sẽ lại đoàn tụ khắp xa gần. Ở nơi đó, những em nhỏ, những người nghèo sẽ có chỗ nương thân. Tất cả sẽ cùng nhau đón xuân trong hạnh phúc." Vatican News tiếng Việt, Tết của người Công giáo Việt. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.